Hello cả nhà, bây giờ chuẩn bị đi qua cầu Rồng các bạn, rất là đẹp luôn. Cầu Rồng Đà Nẵng tuyệt vời. Đang Đà Nẵng. Cái này là cái đầu nè. Đây là cái đầu rồng. Chúng ta dọc theo đây nha. Đúng rồi. Tòa nhà Media Vinpearl của tập đoàn Vingroup. Cầu xoay quá đẹp cả nhà ơi. Rồi chúng ta đi tiếp.
các bạn. À, cái thân các bạn, phi chú đang đứng ở cầu Rồng các bạn. À, quay cho phi đoàn coi nha. Đà Nẵng phát triển còn hơn nhiều lúc còn hơn bên Vancouver nha. À, đây là cầu tình yêu. Đây là một khoảng mặt văn hóa bên cầu, gần cầu sông Hàn các bạn, muốn ra nước. Đó là con rồng cái này, con cá chép. Cá chép hả? À, cá chép đầu 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 cá chép đầu 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 rồng. À, cá chép hóa rồng à. Đó là Đà Nẵng Việt Nam, cá chép hóa rồng, từ con cá đã hóa thành rồng. Chép hóa rồng à. Đây các bạn, đây trên cầu Rồng và cầu tình yêu. À, chúng ta thấy một người Mỹ về Đà Nẵng hát hát chào kiếm tiền các bạn, người Mỹ. Echando voces de alma, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Đây là hình tượng cá chép hóa rồng Đà Nẵng các bạn. Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero. Yo soy un hombre sincero. Da donde quise la palma. À, cái vendor bán máy nước. Em cảm ơn, cảm ơn. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
rồi chúng ta tiếp một nghệ sĩ người Mỹ về Đà Nẵng hát hát đông kiếm tiền sống qua ngày. Cầu tình yêu cá chép hóa rồng. Đây còn tình yêu này, chìa khóa tình yêu này đó, bỏ chìa khóa đây đó, bỏ rồi móc chìa khóa nè. Đây là cái cầu mà bỏ mấy chìa khóa tình yêu nè. Đó là cái chìa khóa, ổ khóa em họ họ khắc tên lên rồi móc vô. Hiểu không? Đó là cái một cặp phải không? Rồi đi xuống này, xuống này thử coi. Đây các bạn, mấy ổ khóa này các bạn. Này nghẹt luôn, đó. Ra có những cái tàu du lịch 5 sao rất là đẹp các bạn.
vị à. I love Đà Nẵng. Bây giờ chúng ta đi vào khu chợ đêm kế bên cầu Rồng các bạn. Rồi xem đây có những hoạt động gì. Sáu bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh cho là Big Spot bình chọn à, hay ghê không mà đẹp thiệt. Đây thì các bạn làm Big Spot là một vị trí nổi tiếng và uy tín bạn.